Xin chào tất cả các bạn, xin tự giới thiệu, mình tên là Lê Thị Khánh Huyền, khóa 1 Happy, trường đại học EDX, mã số sinh viên CUV019HP15. Ngày hôm nay thì mình xin phép được quay cái video này để thuyết trình lại những cái mà mình đã tiếp thu được ở trong cái bài tập 8 vừa qua. Thực ra thì bọn mình đã làm một cái video trước để thuyết trình rồi, tuy nhiên thì lần này mình có thuyết trình lại để cho nó rõ ràng nội dung hơn và cũng như là để một lần nữa mình có thể ôn tập lại những kiến thức này. Đầu tiên ở với nghiệp vụ 1 ấy, thì mình xin phép được diễn giải như sau. Vậy thì ở nghiệp vụ 1 ở đây thì các bạn cũng thấy rằng là bán một cái laptop cho khách A, giá chưa có thuế là 500.000 và thuế giá trị gia tăng 10%. Vậy thì ở đây thì chúng ta xác định, mình đã ghi ra đây là khách đã hoàn trả tài khoản ngân hàng là xin lỗi, các bạn có thể đọc hết cái phần yêu cầu ở bên trên. Vậy thì mình đã xác định ra đây là tài khoản 456 hàng hóa thì mình sẽ cho trừ là 350. Vậy thì khi mà trừ 350 thì mình sẽ ghi vào cái bên có là cái tài khoản 156. Tiếp theo là tài khoản 112 tiền gửi ngân hàng thì là cộng 300.000. Vậy thì cộng ở đây là sẽ ghi vào bên nợ. Vậy thì tiếp theo là tài khoản 333 thuế giá trị gia tăng phải nộp là 50 và ghi vào bên nợ. Tiếp theo là tài khoản 131 phải thu khách hàng là 250 thì mình cũng sẽ ghi vào bên nợ. Và cuối cùng là cái lợi nhuận là 150. Thì nhớ là cái lợi nhuận này thì chúng ta sẽ chuyển vào cái phần tức là cộng 150. Vậy thì cái lợi nhuận ở đây là sẽ ở bên nguồn vốn, vậy chúng ta sẽ ghi tiếp vào bên nợ là 150. Rồi ok, đến nghiệp vụ tiếp theo là nghiệp vụ thứ hai, thanh toán tiền lương cho nhân viên năm 2018 bằng tiền gửi ngân hàng là 50. Vậy thì tài khoản 112 mình ở đây thì sẽ ghi ở bên có là tiền gửi ngân hàng là trừ 50 thì sẽ ghi ở bên có các bạn nhé. Tiếp theo là tài khoản 334 phải trả nhân viên thì sẽ ghi vào bên nợ là trừ 50. Đó, thì các bạn thấy ở đây là cái phải trả cho nhân viên ấy, thì nó sẽ nằm bên nguồn vốn, chính bởi vậy mà nếu như mà chúng ta sẽ trừ đi 50 chúng ta sẽ ghi vào bên nợ. Tiếp theo là cái nghiệp vụ thứ ba. Cái nghiệp vụ thứ ba ở đây là cái nghiệp vụ mua hàng hóa về nhập kho 200 và thuế giá trị gia tăng là 10%, thanh toán ngay bằng tiền mặt. Như vậy thì ở đây chúng ta xác định rằng là nhập kho hàng hóa thì chúng ta thấy rằng là có hàng hóa ở đây là chúng ta sẽ ghi ngay vào tài khoản 156 và nhập về thì chúng ta sẽ tăng lên, đúng không ạ? Tăng lên thì sẽ là cộng 200. Cộng 200 mà hàng hóa ở đây nó nằm ở trong cái phần tài sản, chính vì thế mà có dấu cộng, chính vì thế chúng ta sẽ ghi là nợ nhá, 200. Và tài khoản 112 là tiền mặt sẽ trừ đi 220 bởi vì ở đây chúng ta tính cả thuế giá trị gia tăng nữa. Chính bởi thế mà khi mà chúng ta trừ tiền mặt ấy, chúng ta sẽ thanh toán cái khoản mà chúng ta nhập hàng hóa về ấy, thì chúng ta trừ 200 và ghi ở bên có, bởi vì cái tiền mặt ấy nó cũng nằm ở bên tài sản và bên tài sản trừ đi thì chắc chắn là chúng ta sẽ ghi ở bên có rồi. Tiếp theo là tài khoản 113 là thuế giá trị gia tăng được khấu trừ là 20 cộng 20. Vậy thì chúng ta cũng sẽ ghi ở bên nợ nhá. Ok, đến nghiệp vụ tiếp theo đó chính là nghiệp vụ 4. Nghiệp vụ 4 đó là tính và thanh toán tiền lương quý 1 năm 2020 cho bộ phận kế toán là 40 và gửi qua tiền gửi ngân hàng. Thấy tiền gửi ngân hàng một cái là chúng ta đã phát sinh ra cái tài khoản 112 rồi đúng không? Và khi mà gửi đi thì sẽ là trừ. Vậy trừ thì sẽ là tài khoản 112 và bên có là 40. Chúng ta thấy ở đây đúng không ạ? Và tiếp theo là cái tài khoản 642 ấy, là chi phí quản lý doanh nghiệp chúng ta cũng cần phải ghi vào đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ ghi ở bên có là 40 đúng không ạ? Nhưng mà cái chỗ này là chúng ta sẽ ghi nhận cái nghiệp vụ cộng ở đây. Tiếp theo là đến cái nghiệp vụ số 5, tính và thanh toán tiền lương quý 1 năm 2020 cho bộ phận bán hàng là 55.000 qua tiền gửi ngân hàng. Vậy thì cái tiền gửi ngân hàng ở đây chúng ta đã nhìn thấy luôn đúng không ạ? Là tài khoản 112 là tiền gửi ngân hàng trừ đi 55. Vậy thì trừ đi 55 chúng ta sẽ ghi nhận vào bên có đúng không ạ? Và tài khoản 641 ở đây là chi phí bán hàng. Chi phí bán hàng ở đây chúng ta trừ đi 55. Vậy thì nếu mà trừ đi thì chúng ta sẽ ghi nhận vào bên có. Và tiếp theo là cái tài khoản 334 là ghi vào cái bên có. Tức là cái tài khoản này thì hôm đấy thầy giáo có ghi cho bọn mình là một cái tài khoản trung gian, kiểu gì bọn mình cũng phải ghi nhận thêm một cái nghiệp vụ nữa thì nó như thế này ấy, thì nó mới đầy đủ. Chính vì thế mà ở đây chúng ta sẽ ghi vào bên có bên nợ ấy, của cái tài khoản 334 này để cho cái giá trị
bên nợ bên có nó cân bằng. Nhưng mà kiểu gì chúng ta cũng ghi vào, cũng cần phải có thêm phát sinh thêm một cái nghiệp vụ như thế này. Bởi vì sau khi mà chúng ta tính cái tài khoản này, sau mỗi cuối mỗi kỳ chúng ta tính thì chúng ta thường thường sẽ nhìn vào nó và sẽ có nhanh cái kết quả hơn cho chúng ta. Tiếp theo là đến nghiệp vụ thứ 6 là mua hàng hóa nhập kho và chưa thanh toán với giá trị thuế là 120% và thuế giá trị gia tăng đầu vào là 10%. Vậy thì cái tài khoản 456 hàng hóa ở đây thì chúng ta sẽ ghi nhận là cộng thêm 120 và ghi vào bên nợ, nợ là cộng mà. Tiếp theo là tài khoản 113 là thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, chúng ta sẽ cộng thêm 12 bởi vì chúng ta thấy là 10% đúng không ạ? Và cộng thêm chúng ta sẽ ghi vào bên nợ bởi vì cái này nó nằm ở bên nguồn vốn đúng không ạ? Ok, tiếp theo là cái tài khoản 331 và phải cái này là khoản phải trả người bán, phải trả người bán thì chúng ta thấy là 132 đúng không? Tính cả thuế giá trị gia tăng nữa và cái tiền giá nhập kia nữa. Vậy thì chúng ta sẽ ghi nhận vào bên có. Cái nghiệp vụ này thì cũng khá là đơn giản rồi. Tiếp theo là đến nghiệp vụ số 7, thanh toán khoản phải trả cho người bán bằng tiền gửi ngân hàng và giá trị là 100.000. Vậy thì ở đây chúng ta thấy là cái tiền gửi ngân hàng ấy lại liên quan đến 112 rồi. Vậy thì chúng ta sẽ trừ đi 100.000 và ghi vào bên có. Tiếp theo là tài khoản 331 là phải trả cho người bán. Vậy thì cái khoản phải trả cho người bán này trừ đi 100 ấy thì bởi vì chúng ta thanh toán rồi mà. Chính vì thế mà khoản trả cho người bán thì cũng sẽ trừ bớt đi đúng không ạ? Và trừ bớt đi thì chúng ta sẽ ghi nhận vào bên nợ. Tiếp theo là cái nhiệm vụ số 8 là bán hàng hóa cho khách C ở một lô hàng và giá trị trước thuế là 200, thuế VAT là 10% và khách chưa thanh toán là biết giá nhập lô hàng này là 100 đúng không ạ? Vậy thì ở đây chúng ta thấy là nhập bán hàng hóa cho khách hàng, vậy thì cái hàng hóa ở đây chắc chắn là phải trừ đi rồi và trừ đi là trừ đi 100 và ghi nhận ở bên có. Và tài khoản 333 là cái thuế giá trị gia tăng ấy, thuế VAT kia kìa. Vậy thì chúng ta thấy là cái thuế này sẽ chiếm là 20.000 đúng không ạ? Và ghi nhận ở bên nợ cộng thêm 20.000 bởi vì đây là chúng ta thấy nhìn vào cái thuế kia 200.000 đúng không ạ? Vậy thì 10% chúng ta sẽ 20. Tài khoản 313 là phải thu khách hàng là 220.000 thì tổng cái khoản đấy tính cả thuế và cũng như là tính cả cái giá trị kia để 220.000 và ghi vào bên nợ. Tiếp theo là đến tài khoản 511 là cái doanh thu ấy có là 200.000, vậy chúng ta sẽ ghi nhận vào đó. Ok, đến nhiệm vụ tiếp theo là khách hàng C phát hiện ra lô hàng không đúng mà theo hợp đồng và trả lại cho chúng ta đúng không ạ? Vậy thì mọi người quan sát cái đề bài trên đây thì ở cái nghiệp vụ này nó hơi phức tạp và bản thân mình cũng chưa thực sự là hiểu rõ lắm về nghiệp vụ này. Vậy thì nghiệp vụ này như thế nào? Đầu tiên là chúng ta thấy có một cái khoản hàng hóa đúng không ạ, bị trả lại, tức là chúng ta hai cái nghiệp vụ 8 và nghiệp vụ 9 này nó không liên quan gì đến nhau đúng không ạ? Khi mà nghiệp vụ 9 này xong rồi là ok xong, đến cái nghiệp vụ tiếp theo là trả lại thì chắc chắn là chúng ta sẽ thêm hàng hóa rồi. Mà thêm hàng hóa vào thì chúng ta sẽ phải ghi nhận vào mặt hàng hóa là 50 đúng không ạ? Và ghi vào bên nợ. Tiếp theo là tài khoản 131 là tài khoản phải thu khách hàng thì chúng ta sẽ trừ đi 110 đúng không ạ? Đầu tiên là trước đây ấy, khi mà cái nghiệp vụ kia ấy là chúng ta thu là bao nhiêu? 220 đúng không ạ? Tuy nhiên bây giờ khoản trả lại thì chúng ta phải ghi nhận là trừ đi 110 đúng không ạ? Bởi vì bây giờ chỉ còn lại một nửa thôi mà. Tiếp theo là tài khoản 511 và doanh thu là chúng ta sẽ ghi nhận doanh thu là 100.000 và tài khoản 333 là thuế giá trị gia tăng là 10.000 bởi vì là đợt khi mà chúng ta bị phản hồi lãi thì chúng ta chỉ còn là một nửa thôi đúng không ạ? Và tiếp là ghi nhận giá vốn là 50.000. Đó. Tiếp theo là nghiệp vụ số 10 là tính thuế giá trị gia tăng phải nộp cho quý 1 đúng không ạ? Thì ở đây mình đã tính ra rồi là tiền gửi là 78.000 và chúng ta cũng cần phải ghi vào cái tài khoản 333 là thuế giá trị gia tăng phải nộp, tức là thuế thu nhập doanh nghiệp ấy thì là 110 và tài khoản 133 là giá trị gia tăng được khấu trừ là 32.000 và tiếp theo là tính tiền gửi ngân hàng chúng ta bắn đi đúng không ạ? 78.000 chúng ta ghi nhận vào đó. Đó, và đến cái nghiệp vụ sau cùng là cái nghiệp vụ chia cổ tức đúng không ạ? Cái nghiệp vụ chia cổ tức này thì chúng ta đã tính gộp vào cả cái ở trên này đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là khi mà ra lợi nhuận rồi là nó đã không có liên quan gì đến cái khoản bên trên, chúng ta không cần phải tính. Và khi mà đã chia ra cổ tức rồi thì chúng ta sẽ trực tiếp trừ đi cả thêm một cái tài khoản cổ tức nữa đúng không ạ? Và thêm một cái tiền trừ tiền gửi ngân hàng hoặc tiền mặt cũng được đúng không ạ? Tài khoản 221 đúng không ạ? Ok, thế là mình vừa mới nói xong và nhắc lại cái bài lần trước và mong rằng là thầy cô và các bạn sẽ có những ý kiến đóng góp nếu như mà mình còn có gì sai sót, và rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe video này và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.